Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cái điều mà quan trọng nhất ở trong mùa chay đó là chúng ta biết xét mình. Chúng ta cần phải xét mình để mà nhận ra những tội lỗi của mình thì chúng ta mới có thể mà chừa được. Còn nếu mà chúng ta không nhận ra những tội lỗi của mình thì chắc chẳng bao giờ chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà phải sửa. Thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ một cách tóm tắt để xin tất cả các anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về những cái gì mà nó đang là xảy ra ở chung quanh mình. Trước tiên là chúng ta vừa qua cái nạn COVID-19. Và chúng ta biết rằng một cái con vi trùng nhỏ như thế vậy mà nó đã giết hại tới là gần 6 triệu người. Và khoảng chừng 540 triệu người là nhiễm phải cái vi khuẩn mà COVID-19. Chúng ta vừa qua chưa hết đâu. Nhưng mà cái nạn kế tiếp đó là cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và chúng ta biết rằng nhiều người cũng đã rất là lo ngại là sẽ có cái cuộc thế chiến thứ ba khi mà các nước khác nhảy vào. Và bây giờ chúng ta thấy đó là các nước là bắt đầu chia phe. Đó là chúng ta nhìn vào thế giới, chúng ta nhìn vào giáo hội của chúng ta thì cũng chẳng thấy mà nó vinh quang gì. Bởi vì như quý ông bà anh chị em cũng biết đó là các đấng đó là dùng cái quyền lực của mình để mà đó là cho có tiền, và nhất là đó là lạm dụng tình dục. Rồi chúng ta nhìn vào gia đình của chúng ta cũng chẳng thấy mà nó sáng sủa hơn. Ly thân ly dị là nó đang là điều khiển gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta đọc tin tức hàng ngày, chúng ta thấy đó là cha mẹ giết con cái. Cái đó là cái điều mà chúng ta không thể ngờ được. Rồi con cái giết cha mẹ. Còn về bản thân của chúng ta thì chắc là chúng ta phải xét lấy. Và chúng ta biết rằng đó là
cái hậu quả của tất cả những cái điều mà nó đang xảy ra chúng ta biết nó là do tội của con người. Và vì tội của con người cho nên đó là tất cả những cái hình phạt là Chúa phải làm để cho con người mở mắt ra và nhận ra những cái tội của mình và ăn năn trở lại. Tiên tri Joel trong cái bài đọc thứ nhất ngày hôm nay là Ngài cũng làm như thế vậy. Ngài nhận được cái sức mạnh của Chúa và đó là báo cho tất cả mọi cái người dân Do Thái trước khi mà cái cuộc lưu đày xảy ra trong 587. Là nếu mà không có cái cuộc ăn năn trở lại thì chắc chắn là những cái mà nguy hiểm, những cái hậu quả nó sẽ xảy ra. Và dân cái thời đó họ vẫn làm ngơ. Và vì vậy cho nên là cái cuộc chiến nó xảy ra và người ta mất nước và phải đi lưu đày. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết là cái tội của chúng ta nó có cái tính cộng đoàn. Và cái phúc nó cũng có cái tính cộng đoàn. Nếu mà chúng ta làm tội thì người khác cũng bị ảnh hưởng. Không phải chỉ có người khác thôi, mà tất cả những cái thú vật cũng như là những cái mà tạo dựng của Chúa cũng bị đó là thiệt vạ lấy. Và vì vậy cho nên cái mùa chay nó là cái mùa để mà cho chúng ta suy nghĩ lại cái cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ lại cái cuộc đời của thế giới này. Và như Thánh Phaolô nói là Ngài là đại diện cho Thiên Chúa và Ngài van nài là những cái người dân ở thành Corinto đó là hãy làm hòa với Chúa. Bởi vì tất cả những cái tội lỗi mà đã xúc phạm đến Chúa, thực sự khi mà nói mà để mà chừa tội nó không dễ đâu. Và vì vậy cho nên nó phải có một cái động lực mà nó giúp cho chúng ta để chúng ta làm cái chuyện đó. Cái động lực đó là cái gì? Nếu mà chúng ta xét lại cái giao ước thì cái giao ước Chúa làm với tổ phụ Abraham mà Chúa cũng làm với tất cả mọi người con cháu của tổ phụ Abraham là chúng ta đây, là nó có hai phía, phía của Thiên Chúa và phía của con người. Phía của con người đó là phải đó là vâng phục những cái gì mà Chúa truyền dạy, lắng nghe những gì Chúa nói và vâng phục những gì mà Chúa truyền dạy. Còn cái phía của Thiên Chúa, Ngài hứa với chúng ta ba điều. Thứ nhất là Ngài sẽ ban cho chúng ta một đất hứa. Thứ hai đó là Ngài sẽ ban cho chúng ta một dòng dõi. Và thứ ba đó là Ngài hứa sẽ ban phúc lành và bảo vệ chúng ta. Mà khi mà Ngài làm tất cả những chuyện đó thì không có một cái quyền lực nào mà có thể đụng đến con người chúng ta. Nhưng mà cái mà nó xảy ra đó là bởi vì con người đó là đã làm hai cái tội mà các tiên tri họ nhắc đi nhắc lại. Thứ nhất đó là cái tội mà quay lưng lại với Thiên Chúa. Và thứ hai đó là cái tội mà bất công đối với anh em đồng loại của mình. Đó là hai cái tội mà nặng nhất và nó đưa đến cái sự trừng phạt của Thiên Chúa. Cho nên khi mà chúng ta mà muốn để mà đổi ngược lại tất cả những cái hậu quả mà nó đang xảy ra bây giờ thì chúng ta phải nhớ làm hai cái điều Chúa dạy. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta biết đó là cái trọng tâm của mùa chay đó là cái cây thánh giá. Chúng ta nhìn lên cây thánh giá là nhắc nhở cho chúng ta đó là ít nhất là nhắc nhở cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là cái tình thương của Thiên Chúa. Đó là cái động lực căn bản nhất mà chúng ta cần phải có. Bởi vì nếu mà chúng ta không nhận ra được cái tình thương của Thiên Chúa thì chúng ta cũng chẳng biết cách mà chúng ta đáp trả lại. Đây là cái người con một của Thiên Chúa, chẳng có tội lỗi gì cả. Nhưng mà nó là sẵn sàng để mà mặc lấy cái thân nô lệ và chịu tất cả những cái gì mà xảy đến cho Ngài trong cuộc thương khó để cứu chuộc chúng ta. Và sau đó rồi thì chúng ta mới biết cách để mà chúng ta đáp trả lại. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với nhau như là một cộng đoàn.
và chúng ta liên kết với nhau để mà chúng ta có thể mà làm một cái điều gì đó để cho cái nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Thì trong bài phúc âm của Thánh Matthew nó dạy nhắc nhở cho chúng ta ba điều chúng ta cần phải làm sau khi mà chúng ta nhận ra được cái tình thương của Thiên Chúa rồi. Đó là cái cột trụ, ba cái cột trụ của mùa chay. Thứ nhất là ăn chay hãm mình, là chúng ta cẩn thận. Ăn chay ở đây không phải đó là để mà khoe khoang. Ăn chay cũng chẳng phải là để mà tiết kiệm tiền hay làm cho cái thân xác đó là nó gọn gàng xinh đẹp. Nhưng mà ăn chay đây là để mà cho chúng ta biết điều khiển cái con người của mình. Là bởi vì nếu mà chúng ta không có cái việc mà ăn chay thì cái thân xác của chúng ta nó sẽ đó là lãnh đạo chúng ta. Thứ hai là việc cầu nguyện cũng vậy. Chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta cầu nguyện. Chúa bảo làm sao đó là chúng ta vào phòng đóng cửa lại. Và chỉ một mình ta, chúng ta với Chúa thôi. Và Chúa biết tất cả những điều chúng ta cầu xin. Và chúng ta nhớ là cầu xin không phải chỉ cầu xin cho cái bản thân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có cái bổn phận để cầu xin cho những người ở trong gia đình. Cho chồng, cho vợ, cho con, cho cháu. Chúng ta có cái bổn phận cầu nguyện cho giáo hội. Để mà giáo hội càng ngày đó là càng tinh sạch hơn. Và chúng ta nhớ chúng ta là những người trong giáo hội. Và chúng ta có cái bổn phận đó là cầu nguyện để mà đưa tất cả những cái linh hồn của mọi người về với Chúa. Nhất là cho những cái người mà ở trong gia đình của chúng ta và những cái người mà đã sống lìa xa Chúa. Rồi sau đó đó là tới cái cột trụ thứ ba đó là làm phúc. Làm phúc ở đây không phải đó là chỉ giới hạn về cái việc mà chúng ta bố thí hay là chúng ta là đóng góp vào chương trình này, chương trình kia. Nhưng mà nó còn có cái ý nghĩa là chúng ta mang người khác, mang những cái linh hồn mà đã xa Chúa hay chưa biết Chúa trở về với Chúa. Đó là những cái mối mà thương cả linh hồn của tha nhân. Vì vậy thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta biết là đây nó là cái cơ hội rất là thuận tiện. Nó là cái lúc để chúng ta dừng lại, để chúng ta xem coi là chúng ta đang ở cái chỗ nào. Đang ở cái phương hướng nào trên cái con đường mà chúng ta đó là về với Chúa. Nếu mà chúng ta đã đi lạc thì chúng ta phải có cái can đảm để mà đó là điều chỉnh lại, đi đúng cái con đường của Chúa. Là bởi vì chúng ta không biết, chúng ta không biết là ngày mai sẽ ra sao. Và chúng ta cũng chẳng biết là chúng ta còn cái một cái mùa chay khác nữa không để mà ăn năn sám hối. Thì cái tốt nhất là chúng ta dùng cái mùa chay thánh này như là cái mùa chay cuối cùng của chúng ta. Để mà chúng ta biết ăn năn sám hối tất cả những tội lỗi của mình. Lắng nghe lời Chúa và nhất là nối lại cái tình thân của chúng ta đối với Chúa. Là người mà không bao giờ phản bội. Luôn luôn là quan tâm đến cái cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng Ngài. Ngài soi tôi.